Tiền anh. Ờ. Của anh 30 ngàn. Ờ, anh ơi, tôi bỏ quên cái bóp ở công ty rồi. Bây giờ bên anh có chuyển khoản không? À, anh nhìn cái quán của tôi đi, cơm bình dân. Vậy là với cơm có 30 ngàn có đắt đỏ gì đâu mà chuyển khoản. Tôi cũng hay qua đây ăn cơm lắm mà chắc tại lâu quá tôi không quay lại của tôi á. Nghĩ là giờ làm sao? Qua đây ăn cơm quên đem bóp, tính ăn quỵt. Nhận bà con mà quen biết hả? Một ngày tiếp biết bao nhiêu khách bây giờ kêu nhớ làm sao mà nhớ nổi. Ờ, không phải là tôi ăn quỵt anh, thật sự là tôi xin lỗi, tôi bỏ quên bóp ở công ty thiệt. Bây giờ không ấy là anh đợi tôi chút xíu đi, tôi chạy về công ty tôi lấy tiền tôi quay lại tôi trả cho anh được không? Nè anh trai, nhìn ăn mặc cũng đẹp đẽ chảnh chọe lắm mà bị đặt diễn kịch chi vậy? Diễn cái trò rồi đi ăn không có tiền rồi tới ăn quỵt người ta hả? Khỏi nha, mấy cái trò này thấy trên top top nhiều lắm rồi, đừng có diễn nữa. Sao là tôi bỏ quên cái bóp ở công ty thiệt. Cơm tôi nhiêu tiền vậy? 30 ngàn. Thiếu 4 ngàn. Ờ, trong người tôi còn có 26 ngàn lẻ à. Anh cầm thở giùm tôi được không? Nói đi thì với cơm có 30 ngàn mà cũng ráng thiếu cho được. Mà coi nè, tờ ngàn cũng không được nguyên vẹn như người ta nữa. Bây giờ thì tôi bỏ quên cái bóp công ty chứ phải là tôi không có tiền đâu. Anh đợi tôi xíu đi, tôi gọi điện cho mấy đứa em đem tiền qua. Đợi tôi xíu, tôi về công ty tôi lấy tiền, tôi qua tôi đưa anh liền. Có cách luôn. Có cách là lần sau mày làm ơn, mày có ăn quán nào thì mày đi quán khác nha. Mày né cái quán tao ra giùm nha. Đừng bao giờ bước chân vô cái quán này nữa. Còn 4 ngàn mà mày thiếu tao á, coi như tao thiếu mày luôn, khỏi trả. Nè nè nè, anh kia, có 4 ngàn đồng bạc thôi à. Anh làm cái gì mà nó thiếu tôi lần sau? Không phải là tôi không có tiền. Thôi được rồi. Nè, điện thoại của tôi nè, anh cầm đi. Xong tôi về công ty tôi lấy 4 ngàn nữa tôi trả cho anh. Rồi tôi chuộc lại cái điện thoại được chưa? Thôi rồi tôi cảm ơn mày. Mày cầm cái điện thoại mày đi về giùm tao luôn một cái nha. Mày nghĩ tao ngu hả? Cầm cái điện thoại hư này vô rồi tao ăn một đống luôn. Mày đi về đi. Mà... đi đi. Ờ anh. Đi đi. Nè. Đi. Nhanh. Vô hồn không. Trời. Dạ đại ca gọi em. Nãy em đang chạy xe cho nên không có bắt máy được. Báo cho mày tin mừng. Tao mới đổ quần què ngoài quán cơm kìa. Ủa mà có chuyện gì vậy anh? Hồi nãy hợp xong gấp gáp quá chạy ra quán cơm đi ăn cơm. Rồi quên đem cái bóp theo, không có tiền trả anh ta. Rồi đứng dậy lục lục trong người còn được 20 mấy ngàn. Với cơm 30 ngàn còn có 26 ngàn mà 1 ngàn rách nữa chứ. Thiếu 4 ngàn, người ta còn bố thí cho 4 ngàn đó nữa. Anh nhục không? Dạ em xin lỗi đại ca, nãy em mà nghe máy được thì... Phải lỗi của em. Bây giờ đi kiếm giùm anh cái bóp đi. Còn kiếm không thấy á, đi xuống dưới cái toán kêu nó lấy tiền ra cho anh đem trả cho người ta. Nhưng mà sao có 4 ngàn mà chủ quán nói nặng dữ vậy anh? Có cần em đi giải quyết không? Giải quyết cái gì? Mình thiếu tiền người ta, cái này là lỗi của mình. Giải quyết cái gì người ta? Thôi, đi làm cái chuyện đi, nhanh đi. Quán này đúng không đại ca? Ừ. Mà sao dán hình anh trước cửa nè? Rồi cái gì nữa đây? Chủ quán đâu rồi? Anh ơi! Ủa? Người quen? Bữa trước ăn trượt được một lần, bữa nay kéo đàn em tới định ăn lần hai hả? Anh giải thích tôi nghe coi. Anh chơi gì anh dán hình tôi trước cửa quán vậy anh trai? Hả? Thì anh trai ăn trực quán tôi không trả tiền, tôi phải dán hình lên để cho cái cơ sở nào mà kinh doanh buôn bán giống như tôi nè, người ta biết người ta tránh cái mặt anh ra chứ. Nè, anh nói lại cho đàng hoàng, tôi không hề ăn trực của anh. Tôi chỉ thiếu anh có 4 ngàn đồng bạc thôi. Và hôm nay tôi qua đây, tôi trả tiền cho anh, tôi còn trả thêm tiền đền bù cho anh nữa kìa. Thôi được rồi, cảm ơn. Cái tiền của anh cứ cất đi, tôi không có dám lấy hả. Còn cái thể loại như anh, xin phép tôi không có bán, được chưa? Thế anh hơi quá đáng rồi đó. Cái quán này là quán của tao, tao muốn làm gì là chuyện của tao, mày là cái thá gì mà xí vô. Mày về tao không lấy gì thôi. Chắc tao ngu tôi mới lấy tiền của mày.
cái hình của mày tao phải dán ở đây nè, để cho mấy đứa mình review top top nó tới nó quay lại. Quán tao nổi tiếng tao mới nhiều khách được. Biết chưa? Hiểu lắm anh trai. Ủa cái thằng này, tao đã nói là quán tao không có tiếp mày nữa. Mày bị điếc hay sao mà không biết nghe vậy? Không phải, tôi tới đây á là để hỏi thăm anh coi anh buôn bán có ok hay không. Hỏi vậy là sao? Tại vì anh dùng hình ảnh của tôi, anh buôn bán thì cái tiền lời anh phải chia phần trăm cho tôi đó. Mày bị điên hả? Cái hình mày tao dán ngoài đó là để nhân viên của tao biết mày, chửi mặt mày ra không có tiếp đón mày. Rồi để cho những cơ sở kinh doanh buôn bán khác người ta biết mày là cái thằng ăn quỵt, người ta không có tiếp. Mắc mớ tao phải chia lợi nhuận cho mày. Vậy tôi nghĩ chắc tôi cũng không cần phải tiếp anh nữa. Mày muốn cái gì mày nói đại đi, mày đừng ấp úng nữa được không? Đưa hợp đồng cho nó coi. Coi gì? Hợp đồng theo mặt bằng. Mày nghĩ mày là chủ mặt bằng ở đây hả? Mày hù tao hả? Tôi là người đứng tên cái mặt bằng này nha. Nhưng mà tại vì tài sản của tôi nó nhiều hơn 4.000 á, cho nên là tôi không có thèm để ý tới những cái mặt bằng nhỏ lẻ như vậy. Lính khác của tôi là người cho anh thuê, cho nên tôi mới không biết cái mặt bằng này là của tôi. Nên tôi mới phải đứng đôi co với anh từ sáng đến giờ vì 4.000 đồng bạc đó. Ừ, thì là hợp đồng. Nhưng mà hợp đồng này chưa có hết hạn. Bây giờ anh đuổi tôi đi, anh lấy lại mặt bằng là coi như anh vi phạm hợp đồng. Anh phải bồi thường cho tôi đó chứ, anh đừng có giữ mặt. Anh trai, anh còn thiếu 2 tháng tiền thuê mặt bằng chưa trả đó. Thì thiếu tiền thì từ từ người ta trả chứ làm cái gì mà ghê vậy. Tháng trước chưa có trả được thì tháng này buôn bán được rồi trả sau chứ có gì đâu. Không cần, không cần. Tại vì anh không có lấy 4.000 của tôi thì tôi cũng sẽ rộng lượng giống như anh, không lấy 2 tháng tiền nhà của anh hiểu không? Dọn đồ cho tôi cái. Anh trai. Tôi xin lỗi anh, thật sự là cái quán này nó mới kinh doanh ổn dạo gần đây thôi à. Anh mà lấy lại mặt bằng là chết tôi luôn á. Còn cái chuyện tôi sai với anh, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ tháo cái hình anh xuống rồi xin lỗi đính chính đàng hoàng. Tôi mời anh tới đây ăn cơm miễn phí cả đời luôn, không lấy tiền. Thôi. Tôi không có dám nhận lời xin lỗi của anh. Cô không cần ăn cơm miễn phí của quán anh nữa. Tại vì tôi không thích cho những người mà thiếu đạo đức như anh thuê mặt bằng của tôi nữa, cho nên tôi mới đuổi anh đi. Những cái loại người như anh á mà thuê mặt bằng của tôi á, nó làm dơ cái mặt bằng của tôi lắm. Cái chuyện mà tôi ăn, tôi quên đem tiền, tôi thiếu anh, đó là cái lỗi của tôi. Nhưng mà anh dùng cái chuyện này để anh trục lợi cá nhân là anh đang động tới cái danh dự của tôi đó, anh biết không anh trai? Tôi cũng sợ. Không có nói nhiều, còn đồ giùm tôi đi. Tôi là người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ thôi mà, bây giờ anh ăn thiếu ăn quỵt như vậy thì tôi cũng khó xử chứ anh. 4.000 nó không phải là quỵt, mà 2 tháng tiền nhà anh không trả tôi đó mới là ăn quỵt đó. Không có nói nhiều, dọn đồ. Anh đừng có dùng ép tôi tới đường cùng nha, tôi không có nhịn anh đâu đó. Làm gì thôi. Ây da. Lột sốt. Tháo hình xuống luôn. Dạ, em lột liền. Dán này lên. Dán cái này. Ủa cái này em à? Chứ còn ai nữa. Tôi thiếu anh có 4.000 mà anh dán hình tôi lên như vậy thì anh thiếu tôi 2 tháng tiền nhà, anh cũng phải dán hình anh lên để cho mấy cái chủ mặt bằng khác biết mà không cho anh thuê mặt bằng nữa chứ. Thôi mà anh kỳ lắm, tha cho em đi anh. Tha cái gì? Khoan, chưa có hết đâu. Tôi thiếu anh 4.000 đúng không? Trả anh 4.000. Em không có dám lấy đâu, em lấy đâu. Cầm đi. Thiếu là phải trả. Thiếu là phải trả, đúng không? Đây là giấy nợ 2 tháng tiền nhà của tôi, trả sớm tôi nha. Cảm ơn anh. Đi. Này anh trai, nhìn ăn mặc cũng đẹp đẽ chảnh chọe lắm mà đặt diễn kịch chứ vậy? Diễn cái trò này đi ăn không có tiền tới ăn quỵt người ta hả? Khỏi nha, mấy cái trò này thấy trên top top nhiều lắm rồi, đừng có diễn nữa. Alo, cậu Hưng đến nhà của một cô gái. Trên tay cô gái nó còn ẵm một đứa bé nữa. Má nó, gửi địa chỉ qua đây, đừng
cho anh. Dạ dạ em biết rồi. Đứng dậy. Cái gì? À, cái gì đây? Bây giờ tao bắt quả tang rồi nha, mày còn gì để nói không? Anh theo dõi em đó hả? Rồi sao? Mày làm như vậy, mày lừa dối vợ mày bao nhiêu lâu rồi hả? Anh bình tĩnh buông em ra, anh nói chuyện đàng hoàng nè. Nói chuyện đàng hoàng cái gì? Mày làm như vậy đó vợ mày bao nhiêu lâu rồi?